Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mang thương hiệu Scott. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe Ford SCL AE. Tổng thể xe mua bán trên 80%. Xe đã có sử dụng nên là không tránh khỏi vài vết xước trong khung xe, nhưng mà tổng thể xe không ảnh hưởng gì cả. Xe được sử dụng cấu hình phanh V. Trang bị củ đà Shimano cao cấp DOD. Như em biết thì có bác biết thì DOD trên dòng Acera, Alibio, Antut, Tulay. Cũng là một dòng cao cấp của địa hình. Scott. Xe được sử dụng bộ đĩa trục rỗng cũng của DOD và cao cấp luôn nhá. Địa hình cao cấp. Tay trái em thì sử dụng với bộ lên nít Shimano Alibio. Và bên phải em là cũng là bộ đĩa của Shimano Alibio. Càng bốt xô. Xe được trang bị với cặp màng Mayer bạc đà Shimano Gladis. Chính hãng. Kích thước lốp 26 x 1,95. Lốp 26 x 1,95. Đây yên xe cũng rõ yên đấy. Qua quá trình sử dụng nó không còn được đẹp như ban đầu đâu. Yên chữ B này như là của Montager. Thương hiệu rất nổi tiếng về cọc yên của thương hiệu Mỹ Montager. Về những dòng MTB. Củ đà Shimano DOD cao cấp. Xe được sử dụng với 9 tầng níp chính hãng của Shimano. Đằng sau cũng sử dụng may bạc đạn Shimano Gladis. Tầng đĩa, 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Và bây giờ chính hoạt động của xe. Vâng, bây giờ chính hoạt động của xe lên líp này. Vâng, chuyển động rất là mượt mà. Xe được sử dụng với củ đà Shimano DOD rất là cao cấp. Và 9 tầng líp của chính hãng Shimano xuống líp. May bạc đạn Shimano Gladis. Bên đĩa này sẽ được sử dụng với đồ đĩa trục rỗng cũng là của DOD. 3 tầng đĩa, 4 đĩa. Vâng, lên đĩa. Chuyển động rất là mượt mà và hầu như xe không có chi tiết nhỏ nào cả. Đây là một mẫu địa hình MTB Scott bên em mới về. Giá rất tốt bên em là 5,6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943
hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp để đăng ký rõ kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.